Đây là một sơ động huyền thoại Santiago Bernabeu ở Madrid. Bình luận viên Quang Dùng và tôi, Quang Huy, sẽ bình luận trận đấu này. Thua nhược giống cái đội nào mà thua Roma với River á? Từng là của nhau đã từng là của nhau mặt cười. Đội hình của những ngôi sao, đội hình của những ngôi sao. Cristiano Ronaldo sẽ đá cặp cùng với lại Mbappe trên hàng tấn công. Trận đấu bắt đầu. Mùa được cũng hay. Phía sau là Messi. Phía sau là Messi. Dễ đi. Dễ đi. Ronaldo. Dễ đi. Dễ nữa đi. Dễ nữa đi. Messi. Dễ tiếp đi. Chuyền bóng lại thành công. Không dễ nữa à. Ronaldo. Không ô nồ nữa à. David Beckham. Cristiano Ronaldo. Má ơi, anh Trung giàu hơn, hơn người, dẫn hai trái thua ngược hai, ba kịch bản thật không tưởng. Rất nhanh. Sút. Đúng là như vậy, có thể nói may mắn chính là lý do duy nhất để bảng tỷ số vẫn chưa bị thay đổi trong tình huống vừa rồi. Đỉnh đến 6 chứ. Bên Liên Minh thì anh Trung 15 Messi. Phút, bên FIFA thì anh Trung hiệp 1. Kylian Mbappe, Putin. Messi. Họ đang chơi phòng thủ rất kín kẽ. Giờ anh Bill thêm Zidane, Son, Henry, Torres cộng 5 mới ăn đó. Mặc kệ lại đi. David Beckham. Beckham. 1-2 và đây kể là quá. Bóng nhỏ giữa hai người. 7 đĩa thôi. Bóng lấy bóng của Varane. Giúp chị. Thật nguy hiểm. Giúp chị thôi. Mất bóng. Phong ngự chuẩn xác giúp đội nhà tránh được pha tấn công nguy hiểm. Chạy đi. Verratti. Chạy bảy thôi. Tiền nó chạy. Và đó là sự phối hợp giữa bộ ba tam giác quỷ Lionel Messi, Mbappe, Cristiano Ronaldo. Một công dành cho Paris Saint-Germain. Một công cho Paris Saint-Germain. Đó là pha cuối. Cộng nhìn các hoàng tử. Vâng đúng vậy. Đó là một pha dứt điểm đẹp mắt, bóng bay vào góc xa không thành. Tỷ số đồng hồ 1-0. 2-0 thì mình chuyển qua ha ha ho ho nha, cần gì đôi công. Những pha bàn mật khá đẹp mắt. Bắt bài rồi, hi ha ha nào. Một cú xoạc bóng rất mạnh và đã cướp được bóng. Chỉ chiến thuật nào. Tội lòng. Chặt tuyệt vời. Xe có phạt góc. Phối hợp rất tốt. Tội lòng. Chạy nào. Chuột nào. Raul de Tomas Gomez. Trời ơi, những pha điểm phối hợp trong một khoảng không gian nhỏ xí tì tì. Chuyền bóng lại. Của các cầu thủ ba Ripa Zetman. Lulet. Nuno Mendes. Em bà 33B. Làm cách nào để chống lại sự khó chịu này? Cristiano Ronaldo đang được. David Beckham. Cristiano Ronaldo. Ồ, đó là một đường chuyền thông minh. Đó là một thắng tuyệt vời. Đội bóng của những ngôi sao. Giải ngân hà mới. Không còn mang tên đi mẹ Real Madrid nữa rồi. Nó mang tên Paris Saint-Germain. Một pha dứt bóng đầy kỹ thuật đánh bại hậu vệ đối phương. Giáp cỏ Messi, giáp Messi, giáp. Kylian Mbappe, Blotin. Cristiano Ronaldo, kỹ thuật quá. David Beckham. Chống chạy. Messi. Cristiano Ronaldo. Xa thị ra đi anh Trung. Mắc cái này nè. Ngay bây giờ. Và chạm bóng kịp thời trước khi nó trở thành bàn thắng. Đó sẽ là một quả phạt góc. Anh đỉ. Sacerabot lộn xộn quá. Nguy hiểm. Có nguy hiểm không? Có thật sự. Wow.
bàn thắng tuyệt đẹp của Ronaldo. Một pha cứa lòng rất nhẹ nhàng. Thật sự là một bàn thắng rất đẹp. Cảm giác bóng cực kỳ tốt của cầu thủ này. Một lần nữa tỷ số đang là 2-1. Ashraf Hakimi. Makelele. Kylian Mbappé. Cản bóng tốt. Không được phép bị thủng lưới vào lúc này. Bắt đầu cá nhân rồi nha. Đang muốn hat-trick đúng không? Đủ má mày bật cha chú ở đây không đó. Bớt cá nhân lại. Bật cha bật chú ở đây không đó. Bật cha bật chú không đó. Bắt được bóng. Và biệt vị, trận đấu dừng lại sau khi trọng tài thổi còi và phất cờ. Mẹ. Rồi xong rồi. Kylian Mbappé. Xong rồi. Lutin. Xong rồi rồi. Sút. Mbappé. Người thực hiện pha đá phạt này là Verratti. Mbappé. Rồi. Cái chiến này mày. Chiến này mày tới một chuyện rồi con. Chiến 2-1 là kết quả của mình. Chúng ta cùng bắt đầu với hiệp thi đấu thứ hai. 2-1 rồi. Cứ như tình cảm nhẹ nhàng thôi, 2-1 rồi. Chuyền bóng lại thành công. Tình cảm nhẹ nhàng thôi. Nhẹ nhàng thôi, chủ tịch thôi. Và đây là cú sút. Lại tham banh rồi. Trong chỗ này chỉ cần một bàn thắng thôi, nhưng rất tiếc là không. Tôi nghĩ rằng anh ta đã chơi lại tham banh rồi. Việc hai bàn thắng trước đó, nhưng để mất hat-trick thì quả là đáng tiếc. Raul de Tomas Gomez. Đọc cái tên thôi cũng buồn má mày, hết thời gian của bình luận viên nha. Đọc cái tên thôi hết thời gian bình luận viên đó. Và anh ấy đã truyền lại cho đồng đội của mình. Nuno Mendes. Chạy cánh nào. Trời ơi Messi. Nuno Mendes. Anh ba đá bằng tay cầm hay đá bằng miệng vậy mà cái mỏ thân thoát á. Tay cầm. Quá sọt. Cái kỹ thuật nó quá sọt. Rồi đẩy chi dữ vậy anh Tị. Anh Tị đẩy cho anh đồ má, đẩy cho kịp cái chiếc đò anh Tị. Trời ơi. Asian. Ủi chết mẹ mày giờ. Đó là một pha biểu diễn rất tuyệt vời. Má xạo vậy. Nếu muốn kiểm soát bóng tốt thì đừng chuyền bóng ở tốc độ này. Cái pha cản banh thì y như bắt hài vậy. Rồi, Nuno Mendes. Trọng tài xác định đó là một quả ném biên. Ơi, đừng chửi anh Tị tôi nha. Đừng chửi xa tôi à. Phối hợp tốt. Verratti bật tường. Sút. Và ngăn chặn tuyệt vời. Siêu. Có thể tạt bóng. Anh ấy chơi rất tốt. Những pha bàn bật khá đẹp mắt. Siêu. Anh ấy có thể siêu. 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 Đây là một cơ hội khác. Thật nguy hiểm. Anh ấy đã để mất bóng. Kylian Mbappe. Siêu. Thằng lồn để cảnh banh mắt hài dữ ta. Và đây là siêu. Và thủ môn đã theo sát quả bóng, bắt bóng rất tốt. Tội. Họ có thể gỡ hòa từ pha phạt góc này. Hay quá tội ơi. Hay. Bảy đĩ dắt cỏ. Messi. Anh biết đấy, đây là một tập thể một người, chứ không phải là nơi phô diễn kỹ thuật cá nhân. Vâng, ý anh muốn nói đến đội bóng này, nhìn họ đi bóng trông có vẻ rất tự tin phải không? Anh bảy xin banh. 1-2. Anh bảy xin banh. Chuyền bóng nhỏ giữa hai người. Phối hợp tốt. Đây là một cơ hội tuyệt vời. Không có bàn thắng.
rồi vừa bị đây phát lên. Chắc chắn đó là quyết định chính xác của các trọng tài. Nếu tôi là một cổ động viên chủ nhà, tôi sẽ rất khó chịu. Đúng là như thế. Chẳng ai muốn bỏ tiền ra để vào sân động chỉ để xem được bóng con cưng của mình thi đấu bạc nhược như thế. Có thể tạt bóng ngay bây giờ. Cầu thủ của hai đội đang làm mất bóng liên tục. David Beckham. FO4 sắp ra anh 7 mùa mới có chỉ số ẩn lần đầu tiên xuất hiện là chỉ số ẩn vỗ tay đó thề à. Sao vậy? Sao vậy? Xấu nhau vậy? Đá phạt nhanh. Gì xấu nhau vậy? Chết con đĩ mẹ rồi, David Beckham ơi. Và xử lý kỹ thuật. Đây có thể là pha tấn công cuối cùng. Sexy Robot. Đắm chết mẹ nó. Đường diện đảo cánh. Đá đi con mẹ mày, đá cái đội hình này thì không thua ai. Từ khi mà tôi mua cái đội hình Paris Saint-Germain là chưa biết thua là cái gì. Thua trò chơi, thần đồng chơi game, tài năng trẻ xin chào Hades. Coi tiếng thương chính nha. Đã có chỗ ngồi cả chắn rồi, chúng ta đã phải chờ đợi. Sao mà vô được cháy đi nè. Trận này vô trái thành hai trái nè. Trận này vô trái thành hai trái đó. Buộc nó phải tấn công đó. Gạ nó đập thẻ DAB thì mít nó cộng 4 quá trời kia. Kylian Mbappe Blotin. Từ từ thôi, mình chạm thôi. Nó mới là người phải nhanh. Những pha bật khá. Nó mới là người phải nhanh. Handicap. Lại handicap. Đó là bàn thắng đầu tiên của trận đấu. Đội hình hô liền. Chỉ qua đội hình hô full thủ liền. Full thủ liền. Pha chuyền qua chuyền lại giữa hai cầu thủ. Có thể giữ được ngay. Năm hậu vệ liền. Fernando Torres. Handy. Sudi. Và ngăn chặn tuyệt vời. Handicap. Mấy handicap. Siêu bức handicap. Siêu bức handicap. Nói kêu tôi siêu bức handicap mọi người ạ. Bây giờ quyền kiểm soát đã thay đổi. Gì vậy? Đủ má, đừng thấy tao nhỏ làm tới. Kylian Mbappe Blue Team. Đừng thấy tao nhỏ làm tới. Ha? Đừng thấy tao nhỏ mà làm tới. Hakimi. Có cơ hội ngay bây giờ. Và đó sẽ là cơ hội nếu họ chạm được vào bóng. Sự bước này đi cáp. Rất tốt. Rồi sao nữa? Rồi sao nữa? Làm gì tiếp theo? Làm gì tiếp theo? Giật chị. Ê! Quê! Anh ta dính bẫy Việt vị. Bạn có thể xem anh ta quê như thế nào để phá nó. Mất bóng trong vòng cấm. Handicap nè, Handicap nè. Truyền qua truyền lại nè. Và anh ấy đã truyền lại cho đồng đội của mình. Truyền qua truyền lại nè. Kylian Mbappe. Tức chơi nè. Messi. Cho tức chơi nè. Đó. Đó. Bắt đầu có dấu hiệu tức. Không thể ngăn cản họ. Cầu thủ bên bắt đầu có dấu hiệu tức tối rồi. Tất cả đã sẵn sàng trồi vào hỗn chiến ngay trong vòng cấm địa. Bao chiến thuật nè, không chỉnh gì hết nhưng mà bao cho hết thời gian. Bao cho hết thời gian chơi. chiến thuật hết mọi người ơi
chiến thật hết mọi người ơi. Mọi người không biết gì hết. Nó đang muốn win. Hai người đá nè. Trẻ chơi U30. Chạy lên nè. Cho nó lui về xíu nè. Đó. Vitality. Richie đâu rồi? Pha chặn bóng kịp thời trước khi nó trở thành bàn thắng. Đó là một pha biểu có cơ hội ngay bây giờ. Bow. Không có bàn thắng gì. Cơ hội gì đã được trọng tài phất lên. Trợ lý trọng tài đã ở đó và ông ta đã phất cờ rất nhanh. Quá chứ bành. Cái bành nó đẹp. Fernando Torres. Nó có mấy con icon cộng 4 kìa. A hỏi nó xem có muốn hóa bạc không. Sút. Ôi đủ má cái đội hình tôi kỳ vậy ta. Không ai ngăn cản. Cái đội hình tôi kỳ vậy ta. Rất nhiều đường chuyền. Đội hình tôi để khoảng trống nhiều dữ vậy ta. Sergio Ramos. Ronaldo. Ashraf Hakimi. Từ từ thôi. Chạm thôi. Chạm thôi. Ronaldo. Trời ơi, đủ má bảy rồi. Kêu chạm thôi chứ không phải đủ, mới đá điên lên bảy. Antonio Rüdiger. Chạm nhưng mà đá chính xác bảy. Tình huống ngay. Tức lắm. Messi. Tức lắm phải làm sao? Bảy ơi. Fernando Torres. Tức lắm rồi phải làm sao? Phải làm sao? Bảy cặp cho ban kỳ cục quá. Ngay khu giữa sân và đã giành lại quyền kiểm soát bóng. Ronaldo. Chạy đi, tốc độ của Mbappé. Tốc độ. 1-0 là tỷ số của. Không hiểu sao nó không thua là sao? Không hiểu sao nó không thua là như thế nào? Đĩ khùng này. Cho đi con nha. Đĩ khùng này. Phối hợp tốt. Thật tuyệt khi sút. Cái lầu má nó chặt gulit cái nó đóng giữa sân. Là một bàn thắng rất đẹp. Tôi quên là nó là gulit mọi người. Ngay lập tức đã có bàn thắng cân bằng tỷ số 1-0. Mấy lộn cầm gulit không đóng giữa sân không mà. Đóng kiểu đó ba má nhịn ra. Một pha truyền qua truyền lại giữa hai cầu thủ. Chạm rồi. Ronaldo. Chết. Ồ. Chậm thôi. David Beckham. Chậm thôi, David Beckham. 1-2 và đây là trò chơi chuyền bóng nhỏ. Đúng rồi Manet. Mặc cái lẽ lè. Cristiano Ronaldo. Chậm. David Beckham. Chậm. Vitality. Si. Thành công. David Beckham. Ăn lồm rồi. Giành lại quyền kiểm soát bóng ngay ở khu giữa sân. Messi. Messi đâu đâu đâu. Tấn công rất hay. Vitinha. David Beckham. Tao cũng biết đóng vậy. Thủ môn đã dướn người hết. Má sao quên nữa Beckham thì mà thử chứ phải. Cam của tôi thường chứ phải. Má, tôi để cái chân trái thì ZD à. Ngu thiệt, pha nó ngu quá. Pha nó đích thị là ngu luôn á.
rồi khoảng trống dành cho Cristiano Ronaldo. Mbappe lô tin. Vâng. Vitinha. Mình chưa đồng đội. Thủ môn đã làm tốt công việc của mình. Đụng quá đắp Messi đủ ra máu luôn. Cầm 77 của tôi mà không sút cứ truyền để tụi nó chửi. Rất anh vợ anh làm vậy được à? Từ từ, 77 cũng phải từ từ chứ. Đâu phải liền lúc nào muốn chuyền là chuyền, muốn sút là sút đâu. Sút vậy nó không có đẹp. Sút vậy người ta nói mình được. Tiền đá. David Beckham. Và anh ấy đã truyền lại cho đồng đội của mình. Nó mới gấp. Trời đất. Lục má mấy thằng lồn cầu thủ quốc dân này khó chịu quá ta. Cơ hội. Mấy thằng cầu thủ này khó chịu quá. Nó châu bò, nó đóng. Trời. Của Kevin De Bruyne. Anh ta rất rất lạnh lùng khi thực hiện pha cứu lòng của ghi bàn. Đúng vậy, bóng đi theo một quỹ đạo không vút và bay vào lưới. Thủ môn hoàn toàn bó tay trong tình huống này. Tỷ số bây giờ đang là 2-1. Trời! Má thời gian chống lại mình rồi. David Beckham. Kylian Mbappe. Thời gian nó chống lại mình rồi. Van Aanholt. Đếm ngược 10 phút cuối cùng. 0 giờ 09 phút. Má nó câu giờ rồi. Nó câu giờ rồi. Làm gì đó đi. Ronaldo. Nó câu giờ rồi kìa. Nó muốn chiến thắng này. Vâng, những đường truyền. Đừng cho nó. Như thể họ có mối liên kết và dễ dàng tìm thấy nhau trên sân. Ừ. Cần phải chắc chiêu từng tình huống một. Thời gian còn rất ít. Nó câu giờ rồi. Ronaldo. Ủa nãy nhớ ABP mình thủ gì mà sao giờ 1-2 rồi. Nó cầu giờ rồi. Cứu Essien. Cứu chung giới. Antonio Rüdiger. Đấy nó tiêu cực. Sút đang chặn tuyệt vời. Không cần phải vội vàng trong tiếng này. Không ai ngăn cản. Không nghĩ mẹ nó. Antonio cái câu giờ. Nó xuất lên hai quả nó câu giờ. Tấn công. Tấn công nhanh. Trời ơi má thiệt chứ chơi game đóng từ xa hai quả xong đụ má vô hết hai quả luôn mày. Mình chơi game gì nghệ thuật, mình chơi đủ mới chuyền tới chuyền lui nha, chuyền xuôi chuyền ngược nha. Ảnh chơi đủ má anh cứ rửa sân cái Moon, rửa sân cái ông ZD, rửa sân ông ZD, xong đủ má thắng. Chơi game quá dễ. Điều gì đi à? Phải chỉnh thủ môn mới đỡ được xếp đi. Được rồi, hãy cùng bắt đầu theo các trận đấu mà tất cả. Có điều được CD luôn à? Xavi. Rất tốt. Cần Enelok phải để chỉnh thủ môn. Goretzka. Những pha bắn bật khá đẹp mắt. Đó là pha chạm bóng tốt. Nhớ game này thêm nữa có đá thích cô hay reaction anh Trung. Không không. Một game nữa thôi. Một game nữa thôi. Có gan chọn phòng ngự. Có thể có bàn thắng. Hay quá Nuno ơi, trời ơi, Nuno Mendes. Thủ môn đã thi đua rất xuất sắc thì không thể bắt gọn nó. Hết kỳ chuyển nhượng mùa đông này qua bên Bayern Munich luôn nha Nuno. Mình qua bên đó mình chơi luôn ha. Ở đây chơi chi? Benjamin Pavard. Pavard. Robert Lewandowski. Đó, phải vậy chứ, đúng. Ở lại nghe em Nuno. Em là linh hồn của đội đó. Kylian Mbappe. Không có em này là đội điều mà mày không làm được gì đâu. Cristiano Ronaldo. Bắt bóng. Ngã mày, anh bậy ngã. Ngã quá ngã. Robert Lewandowski. Tình huống tấn công rất hay.
Goretzka. Robert Lewandowski. Phải té. Đã bắt được bóng. Hai thằng hậu vệ cánh của Bayern kinh khủng rồi, nó qua nữa để dự bị lòi LZ à. Mới coi cái clip gì kìa. Mới coi cái clip gì à. Hàng à. Thằng bơm ba mới chửi được ba bát kìa. Đội tuyển Pháp rất khó khăn trong phòng ngự. Làm thế nào để chống lại sự khó chịu này? Họ đang cố gắng để chạm vào bóng. Sút đi. Vào. Nếu như bạn muốn dắt đê, tôi có bàn chân ma thuật. Đã bất lực với quỹ đạo bay của trái bóng. Tôi có bàn chân ma thuật. Cristiano Ronaldo. Ủa gì gọi quên mẹ nhỉ. Bàn chân ma thuật. Ronaldinho. Xe vua game 1, anh Trung vô hiệp 1. Và anh ấy đã truyền lại cho đồng đội của mình. David Beckham. Pogba nó chửi thôi bình thường mà thầy, nó yểm bùa luôn còn Ashraf chưa nhằm nhò. Trời. Tăng tốc. Đây là cơ hội tuyệt vời để các chuyên gia đá phạt thể hiện. FO4 của hiệp 1 PCS thì vua game 1. Ủa? Ủa trái này chém men mà. Ủa trái này chém men mà. Và nó là một quả đá phạt. Cầu thủ của hai đội đang làm mất bóng liên tục. Ủa cái gì vậy? Thằng lồn này hơn vậy? Chơi game mà hơn quá vậy? Robert Lewandowski. David Beckham. Trời! Đó là cột dọc. Sai đủ. Tiếng mày đủ mày. David Beckham. Đó là một pha biểu diễn và đường truyền đó thật tuyệt vời. Mà chừng bằng tới chừng anh Bảy là anh Bảy được tấn công. Là anh Bảy làm hỏng. Anh Bảy hùng ăn. Bằng tới cái giò anh Bảy rồi. Trời ơi nó đẹp. Ui trời ơi nó xúc. Vẫn còn nguy hiểm. Thằng này nó chơi game hơn quá anh em à. Một pha đường bóng rất kỹ thuật của thủ môn. Chơi game ăn hơn quá à. Goretzka. Nabi. Nguy hiểm. Pha gạt bóng tuyệt vời. Gạt về đây chứ gì? Mày gạt về đây chứ gì? Mày gạt về chứ gì? Ủa? Có đụng banh đâu nội? Tài ơi, coi lại cái vai giùm tôi cái. Pha đó tôi có đụng banh đâu. Check pha lại. Goretzka. Bóng được truyền cho Lewandowski. Trời ơi, đủ quá pha đó có đụng banh đâu. Chạy đi. Chạy đi. Kylian Mbappe Blotin. Lỗi. Lỗi. Cơ hội tới rồi. Ủa, bị ngăn cản rất bất ngờ và anh ấy đã mất bóng vào chân đối phương. Ủa rồi lỗi đen chi vậy? Vâng, chúng ta đang chuẩn bị cho hiệp 2. Ủa rồi lỗi đen chi? Rồi chuyền đấy. Chuyền vậy đấy chi? Chuyển qua đá bóng ma như thằng hồi nãy cho đối thủ cay cú đi thầy. Benjamin Pavard. Tình huống ngay. Đá kiểu gì trời? Joshua Kimmich. Tati. Đá bóng ma. Đá bóng rất kỹ thuật của thủ môn. Thibaut Courtois đang cho đỡ liền. Bắt bài rồi bạn ơi. Trong suốt 9 phút vừa qua. Nắng nót là đường chuyền của bên anh Bảy ơi. Ronaldo. Nắng nót là đường chuyền của bên nào? Kylian Mbappe Blotin. Chủ tịch ơi. Chuột chết mẹ mày. Rất nhanh. Đã có bàn thắng
gỡ hòa. Những đội bóng nhỏ luôn chứa đựng một khoảnh khắc gây bất ngờ. Đúng thế, họ đã có tinh thần thi đấu rất cao trong trận đấu này. Họ sẽ không từ bỏ dù chỉ là những hy vọng nhỏ nhất. Bàn thắng xứng đáng với những nỗ lực của họ. Tốt lắm, tôi không chắc là anh ta có như thế không, nhưng ai quan tâm nhỉ, anh ta đã đưa bóng lên góc lưới. Trời. Hai cái anh chủ tịch với lại cái anh điệp mày Cristiano Ronaldo này. Cái anh chủ tịch với lại anh Cristiano Ronaldo này. Ronaldo. Ronaldinho. Lionel Messi. Bây giờ họ đã có bàn thắng dẫn trước. Hãy xem lại pha va chạm này. Thủ môn hoàn toàn đứng xa với góc sút. Bóng bay thẳng vào cũng hoàn toàn. Không. Vâng, nó bắt bài, nó đều đúng môn, nó bắt bài tôi. Nó bắt bài tôi nhưng mà tôi đâu có sút liền. Có thể tạt bóng. Tôi đâu có sút liền. Nguy hiểm. Thủ môn đang làm tốt công việc của mình. Nó nghĩ tôi dắt đây lên trên, lên góc trên. 7, tốc độ của 7. Sức mạnh của 7. Khéo léo của 7. Sút đi. Chúng ta quá ngu. Thân sâu. Chúng ta quá ngu. Nabi. Và anh ấy đã truyền lại cho đồng đội của mình. Di cây né cho Sa Thị sút vào, chơi game vậy chịu rồi. Sẽ xảy ra bớt. David Beckham. Ronaldo. Tốc độ. Tốc độ của 7. Cá nhân của 7. Ôi, bóng đã được giữ lại. Cao thủ cao to nhất trên sân đều đã tụ tập trong khu vực 16m50. Đẳng cấp của anh 7 là đây. Cristiano Ronaldo. Sergio Ramos. Ai cứu mày pha này nữa? Griezmann. Ai cứu mày pha này nữa? Ai cứu mày pha này? Trời cứu. Hai thầy trò MV3 và 7 trò chỉ biết chạy và sút gồ chứ làm đờ xin gì đâu đúng không thầy? Thiệt luôn á, cái Paris Saint-Germain này mà không có Messi đủ mà đéo ai gánh nổi. Tổ sư ai gánh nổi. Không có Messi, không có Neymar, tổ sư nào gánh nổi. Và đó sẽ là cơ hội nếu họ chạm được vào bóng. David Beckham. Messi. Kylian Mbappé. Đây rồi, chủ tịch. Sút. Wow. Bàn thắng tuyệt đẹp của Mbappé. Một pha xỉa bóng ở góc xa. Cung thành của chủ tịch. Quá quen thuộc. Và bàn thắng là điều hiển nhiên dành cho Kylian Mbappé. Khi đi Mbappé. Nhiều thầy ơi lại nhiều. Rất tốt. Rồi, đá vậy là đẹp rồi, thay ra. Cúp đi, cúp đi, cúp 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 cúp. Quá đủ rồi. Tao chịu đựng mày quá đủ rồi. Cúp giùm. Phải giặt 7 à. Đó, anh 7 rồi phải lại, anh 7 với Messi là phải lại nha. Nghiêng thằng Kylian Mbappé có thể cho cút nhưng mà anh 7 là Messi phải lại à. Đá ông công không vừa được, ta không kêu ta nhường, không kêu nhường. Đá ông công được mà cái lối đá ông công cứ vòng vòng ngoài biên xong tạc tạc vào. Được đó. Nguy hiểm đã bị hóa giải bởi. Nó tối. Tối được mà mày vãi liền nha. Một pha truyền qua truyền lại giữa hai cầu thủ. Nguy hiểm. Quá sớm để di chuyển ra phía sau, viết vị. Vậy mà ông tự tin ông kêu nhường tôi. Messi nè. Lùi về Racing nè. Anh 7 ơi. Hãy làm cái gì đó đi 7 ơi. Người ta nói anh 7 đỉ. Một pha
xoạc bóng của Hernandez. Tôi rồi đã sương sương cho anh em thấy vậy thôi, 2-1 trận này đáng là thắng luôn, nhưng mà do thằng Lột kiểm tá hơn quá đội hình thì mình lấy cái đội hình quốc dân Gulit này, nó có thứ cao quá, cao to đang hơi quá, nó dắt đê liên tục, nó xì ban cho nên mới thua, chứ thôi là 3-0 đẹp đẽ rồi trong cái trận đấu này rồi đấy.